Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 4 từ câu 18 đến câu 22. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Quý vị và các bạn thân mến, ơn gọi thiết yếu là một tương quan. Chúa gọi và chúng ta đáp lại như Thánh Andrê và các anh em khác lập tức bỏ chài, bỏ thuyền, bỏ cha mà theo Chúa. Phải chăng mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi, trao cho một sứ mạng, ơn gọi làm linh mục, được gắn liền với sứ mạng mục tử của Chúa Giê-xu Ki-tô, ơn gọi thánh hiến trong bậc tu trì là sống theo mẫu gương của Chúa và làm chứng cho nước trời mai sau, ơn gọi hôn nhân gắn liền với sứ mạng sinh sản và giáo dục con cái. Và mỗi người chỉ có hạnh phúc thực sự khi sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Một người gia trưởng trong gia đình sẽ tìm thấy niềm vui khi chu toàn bổn phận của một người chồng, một người cha trong gia đình. Người mẹ cũng gặp được hạnh phúc khi thể hiện sứ mạng làm mẹ trong việc sinh thành dưỡng dục con cái mình trở thành những đứa con ngoan, trò giỏi. Một linh mục sẽ tìm thấy hạnh phúc khi là một mục tử hy sinh cho đoàn chiên, khi thấy những vất vả của mình đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Những người sống đời thánh hiến cũng chỉ tìm được bình an đích thực khi bước theo Chúa Kitô một cách trọn vẹn và chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Như vậy, mọi thụ tạo được dựng nên đều tốt lành và hoàn hảo theo tính chất riêng biệt của mỗi loài. Sự trật tự lạ lùng trên trái đất chỉ tồn tại khi muôn loài muôn vật thi hành đúng chức năng của nó. Mặt trời chiếu sáng, hoa tỏa hương, muối ướp mặn, biển gợn sóng, tất cả đang biểu lộ nét đặc thù của mình, đồng thời tô điểm cho trái đất xinh tươi, hài hòa. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, được Chúa mời gọi tham dự vào sứ mạng của Chúa là đem tin mừng đến cho muôn dân. Sứ mạng ấy thể hiện ngay trong bổn phận gắn liền với ơn gọi bậc sống mà Chúa đã an bài cho mỗi người và tìm hạnh phúc ngay trong ơn gọi và sứ mạng riêng biệt của mình. Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay có nhiều bất trắc và những đau khổ, thiên tai, bệnh tật, nghèo đói, con người rơi vào bất hạnh và thất vọng. Phải chăng con người đã không sống đúng với phẩm giá cao quý ấy? Vì là tiệt tác trong các loài thụ tạo của đấng tạo thành, con người có khả năng nhận biết và yêu mến. Nhờ đó, con người có khả năng đáp trả tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa và yêu thương của tha nhân. Vì thế, con người chỉ sống đúng phẩm giá của mình là yêu thương và chỉ thấy hạnh phúc khi biết sống yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con là người, làm Kitô hữu. Chúa đã mời gọi và trao cho chúng con một sứ mạng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Andrê Tông Đồ, xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa đã kêu gọi và chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Nhờ đó, chúng con tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hôm nay và mai sau cũng được thừa hưởng vinh quang nước trời. Amen.